Xin chào các bạn. Tim Cook từng chia sẻ rằng ông muốn những người dùng iPhone là những người dùng sáng tạo, chứ không phải là vuốt như thế này vô nghĩa mỗi ngày. Và mình thì đã mua iPhone 13 Pro và sử dụng một thời gian, thì mình cũng nhận được khá là nhiều ý kiến cho rằng là có dùng hết tính năng của một chiếc iPhone đâu mà đổi hoài vậy, đổi lên dòng cao cấp làm gì. Chính vì thế mình đã đôi lúc trở thành một người bình thường để sử dụng chiếc iPhone này, và đôi lúc cũng cố gắng trở thành những người dùng Pro như cái tên chuyên nghiệp để mà sử dụng. Và mình cũng đã hiểu một phần nào đó và khai thác một phần nào đó về chiếc iPhone 13 Pro này. Và trong video này mình muốn chia sẻ những cái trải nghiệm đó cho các bạn. Như thường lệ, mình sẽ nói về thiết kế và màn hình. iPhone 13 Pro đối với mình nó cho cái trải nghiệm cầm nắm giống như iPhone 12 Pro của năm ngoái, nhưng mà ngoại trừ nó nặng hơn một chút xíu. Nếu như bạn nào cầm hai máy trên tay có thể cảm nhận cái độ nặng của iPhone 13 Pro, có vẻ điểm đặc biệt nhất vẫn chính là phần màn hình, khi mà tần số quét lên đến 120Hz và có hỗ trợ cái tính năng ProMotion. Thì các bạn có thể hình dung rằng trong những cái tác vụ mà các bạn sử dụng như là vuốt về home nè, scroll để mà xem mạng xã hội, đọc báo, dùng app, đa nhiệm, mọi thứ cực kỳ sướng mắt. Nếu như các bạn sử dụng chiếc iPhone 13 Pro lần đầu và các bạn vuốt, các bạn sẽ thấy cái tốc độ phản hồi của những cái icon, những cái app bên trong nó chuyển động rất là mượt. Và cái ProMotion này Apple đã tích hợp cho iPhone 13 Pro, nó có khả năng sẽ dao động từ cái mức 120Hz xuống còn 10Hz, hoặc là từ 10Hz lên 120Hz. Trong thời gian qua mình không nghĩ rằng ProMotion hay là 120Hz là một cái gì đó quá là ghê gớm trên iPhone 13 Pro, cho đến khi bản thân mình thật sự sử dụng nó. Khi mà các bạn sử dụng máy á, các bạn vuốt á, có thể nó sẽ dao động ở khoảng 90Hz mà thôi nếu như những người dùng Android đều quen với mức này. Nhưng mà trong những trường hợp mà các bạn chơi game và có những cái chuyển động scroll rất là nhanh, có thể màn hình nó sẽ đạt đỉnh điểm đến 120Hz ở một lúc nào đó. Đó tức là khi mà các bạn sử dụng trên màn hình iPhone 13 Pro rồi mà các bạn dùng iPhone 13 hay là những iPhone 12 của thế hệ trước á, các bạn sẽ thấy điểm khác biệt rất là nhiều. Và các bạn thấy, ủa sao iPhone cũ vuốt nó cứ khẩn khẩn, trong khi là iPhone 13 Pro nó vuốt rất là nhanh, nó chuyển động cực kỳ đã. Đó là điểm rất là giá trị trên màn hình của iPhone 13 Pro. Điểm các bạn có thể chú ý đó chính là phần notch của năm nay nó nhỏ hơn và phần tai thỏ nó to ra. Như các bạn thấy nè, theo mình hiện tại chúng ta sẽ có một trải nghiệm màn hình iPhone 13 Pro không khác gì so với là iPhone 12 hay là những thế hệ iPhone trước. Tại vì chúng ta sẽ không thấy hiển thị trên đây nó khác biệt chút nào cả. Các bạn có thể thấy cái tai thỏ rộng ra đã hơn chút xíu, nhưng mà dần dần các bạn cũng quên nó đi. Mình hy vọng rằng trong những cập nhật iOS sắp tới hoặc trong tương lai đó, Apple có thể thêm gì đó ở cái phần giờ giấc này, hay là thêm gì đó bên cái phần cột sóng hay là pin, phần trăm pin chẳng hạn. Nói chung là thêm gì đó thôi để mà cái phần tai thỏ rộng hơn nó có giá trị. Hiện tại chúng ta vẫn chưa có giá trị nào hết. Và buộc Apple họ phải dời cái phần loa thoại lên phía trên đỉnh như các bạn thấy ở đây. Và trong một thời gian sử dụng, bụi nó bám lên và thấy rõ rằng cái loa thoại này nó tách biệt hoàn toàn so với cái màn hình, và nó được bọc bên ngoài một cái lớp gì đó theo mình là nhựa. Nó là một thành phần riêng biệt, nó không được đẹp như là những cái loa thoại của iPhone trước đây. Nó chìm vào cái phần notch luôn, còn bây giờ là nó đi lên trên, nó tách thẳng ra. Mình đang sử dụng cái phiên bản màu Graphite, thì đó cũng là cái màu trung tính song song với lại cái màu Silver. Năm nay mình thấy Apple làm cái màu Silver Blue cho iPhone 13 Pro rất là đẹp. Nhưng mà nếu như những người dùng nào cần chọn một chiếc máy mà theo một thời gian nhìn nó vẫn đẹp, thì mình khuyên là nên chọn Graphite hoặc Silver, dù gì đó là trung tính mà. Và với lại á, cái phần stainless steel nè, cái viền thép không gỉ xung quanh của cái phiên bản màu Graphite á, nếu như các bạn dùng có chày cũng khó thấy hơn là màu Silver. Cho nên theo mình màu Graphite là biện pháp an toàn nhất. Và cái cụm camera trên iPhone 13 Pro thì nó rất là dày, 13 Pro Max cũng vậy. Các bạn có thể thấy cái mặt kính của camera nó còn lồi hơn so với lại phần khung camera một cách rất là đáng kể. Đây là một điểm mình không thích trên iPhone mới, tại vì sẽ khó khăn trong việc chúng ta đặt lên bàn, nó sẽ bị bắp bên, trừ khi các bạn xài ốp, ở đó mình không nói. Nhưng mà nó sẽ tạo ra một cái phần điểm chết ở cái phần kính bên dưới, khi mà chỗ này nó đóng bụi rất là nhiều. Các bạn có thể thấy nè, mình rất là khó để sử dụng những cái khăn lau khi mà mình không thể đi vô những cái kẽ, những cái góc. Thì sau một thời gian, theo mình nghĩ là cỡ một năm sau thôi hoặc nửa năm sau thôi, thì cái cụm camera này nhìn rất là gớm. Cho nên là ok, có thể là lồi hơn, cảm biến to hơn hay cái gì đó nó tốt hơn, nhưng mà về thẩm mỹ thì nó không đẹp, cũng như không thể tránh khỏi bụi.
cho dù bạn ở sạch thế nào. Rồi, về camera thì mình sẽ chia sẻ luôn, tại vì đây là yếu tố rất là quan trọng trên iPhone 13 Pro. Camera của iPhone luôn là một giá trị để mà mình đưa lên mình chụp để có ảnh đẹp mà không cần phải xử lý quá nhiều. Nhưng mà năm nay thì Apple thêm Photo Revit Style là một cái tính năng để mình áp dụng những profile, những cái preset khác nhau về độ tương phản, độ ấm màu, nhiệt độ gì đó. Và nó sẽ áp dụng trong những cái lần chụp mà chúng ta chỉ cần đưa lên là có ảnh đẹp. Và mình nhận thấy rằng những cái ảnh mà chụp trên iPhone 13 Pro, khi mà các bạn chụp vật thể, ví dụ như chụp chân dung, chụp con chó, con mèo hay là một cái đồ vật nào đó, các bạn sẽ cảm thấy rằng cái tách biệt giữa vật đó với lại cái background nó rất là tự nhiên, nó có một chiều sâu, nói chung là cái depth of field thể hiện rất là tốt và ảnh lên HDR rất là đẹp. Nói chung là iPhone mà cứ đưa lên ánh sáng đẹp như thế này là bạn sống ảo tuyệt vời luôn. Về chụp đêm thì cái chế độ night mode theo mình là nó đã cải tiến hơn một chút khi mà nó cho chúng ta thời lượng chụp và nó cũng xử lý không phải quá lâu, nó vẫn ra ảnh đủ sáng để mình có thể chỉnh sửa thêm nó. Một cái điểm mà mình chưa thích đó chính là cái chế độ chụp chân dung trên iPhone 13 Pro. Theo mình là cái phần mềm năm nay Apple xử lý hơi nhiều, các bạn có thể xem những bức ảnh mình chụp chân dung này thì người và cái background ở sau nó được tách ra, nó hơi giả, nó không được tự nhiên các bạn. Sau là quá mờ, còn vật thể thì quá rõ. Các bạn sẽ thấy ngay là đây là hai thành phần tách biệt và nó can thiệp phần mềm rất là nhiều cho cái cảm giác nó thiếu tự nhiên. Nhưng mà mình không phủ nhận rằng chế độ chụp chân dung, cái vật thể đó được lên rất là đẹp, rất là chi tiết, da người rất là bóng, đẹp. Và khi mà chúng ta chụp chân dung thì nó sẽ sử dụng cái camera telephoto hoặc là camera góc rộng cũng được, miễn là nó mờ phông bên sâu. Nhưng mà camera telephoto có cái tiêu cự nó khá là hẹp, đến 77mm, tức là chúng ta sẽ chụp 3x trên đây, không phải là 2.5x hay là 2x như trước nữa. Có một vài tình huống như mình đây nè, mình làm mod tinh tế, mình hay trên tay nhanh những sản phẩm thì mình phải cầm như thế này, thì cái 77mm nó quá hẹp nên mình phải đưa iPhone ra xa một chút xíu, nó quá gần để mà mình lấy đầy đủ một cái vật nào đó. Tại vì mình luôn có thói quen chuyển sang telephoto khi mà chụp gì đó ở gần chứ không phải là ở xa. Hay là mình chụp ra kia thì cái góc hẹp nó làm cắt đi một phần cái bố cục khung ảnh của mình, nên mình phải đi ra xa chút xíu mà phải zoom ra bằng cơm. Và camera này nó có cái khẩu độ f2.8 khá là nhỏ, cho nên là những cái trường hợp mà nó thiếu sáng, các bạn chụp buổi tối á, các bạn sẽ thấy cái ảnh nó noi rất là nhiều và theo mình rất là kinh khủng. Nếu mà ai mà không biết mà cầm iPhone lên mà mở cái camera 3X mà chụp buổi tối thì thấy ôi sao camera iPhone gì mà chụp xấu vậy. Hiện tại những người dùng iPhone 13 Pro hiện nay đã có thêm một cái tình huống chụp ảnh nữa, đó chính là chụp ảnh cận cảnh, hay chúng ta gọi là chụp ảnh macro. Nếu như các bạn để mặc định á, thì khi mà các bạn để iPhone camera gần ở những vật thể nào đó thì các bạn sẽ cảm thấy ngay là cái độ chuyển giữa ống kính rộng sang siêu rộng và nó sang macro. Đôi khi nó tự chuyển như vậy, nó làm chúng ta hơi cảm thấy phiền phức chút xíu. Ở trên iOS 15.1 để cho chúng ta có tùy chọn là tắt cái đó đi, chỉ cần chuyển sang camera góc siêu rộng là dí sát vật thể là để chụp ảnh macro được rồi. Đó là một điểm mình lưu ý nhỏ. Nhưng mà những ảnh mà chúng ta chụp macro trên iPhone như các bạn thấy đây, chi tiết nó thể hiện tốt, cũng như ở cái khoảng cách vừa đủ để mà chúng ta có thể chụp ảnh. Nếu như bạn nào sáng tạo hơn, chụp những cái bông hoa mà nó có cái background nó hơi tạo một cái gì đó chiều sâu ở phía sau á, ở hậu cảnh á, thì ảnh nó ra rất là chất lượng. Thì trước đây những người dùng Android hay là bản thân mình cũng trải nghiệm một số cái máy Android á, thì cái camera macro của nó không thật sự đẹp tại vì nó có độ phân giải thấp. Nhưng mà Apple đã sử dụng một cái camera 12 megapixel để mà chụp macro thì chắc chắn rằng là độ nét, chi tiết cũng như là cái thể hiện màu sắc của phần mềm xử lý ảnh trong cái chiếc iPhone 13 Pro này sẽ cho những bức ảnh cận cảnh nó đẹp hơn, đã mắt hơn. Về khả năng quay phim cho iPhone 13 Pro thì mình sẽ nói trước, đó là chuẩn ProRes mà Apple đã hỗ trợ. Thì ProRes để mà cho những người quay video chuyên nghiệp hoặc là làm phim bằng iPhone, khi mà các bạn đưa lên những cái ứng dụng chỉnh sửa thì nó sẽ có nhiều thứ hơn để các bạn chỉnh, nó đẹp hơn và ra cái video nó chất lượng hơn so với lại cái chuẩn bình thường mà chúng ta quay. Thì theo mình, bản thân mình trong thời gian qua mình không sử dụng ProRes như là một nhu cầu cá nhân, mình chỉ quay phim bình thường thôi. Đối với mình, iPhone vẫn là một chiếc smartphone cho khả năng quay phim rất là đẹp, nhưng mà khi có ProRes thì mình nghĩ nó không dành cho người bình thường và nó chỉ dành cho những người chuyên nghiệp thôi, đúng với cái tên Pro của nó. Tức là các bạn có thể tùy biến hậu kỳ nó nhờ vào cái chuẩn ProRes. Mình không có dùng nhu cầu đó. Và mod Trần Gia Khang cũng đã có một bài chia sẻ về ProRes trên tinh tế rồi, mình sẽ link đó trong bài viết sau.
Và cái tính năng quay phim Cinematic Mode, nó là mờ phông những cái người mà trong cái khung hình đó hay là vật thể đó, cũng như là chúng ta chọn lấy nét giữa hai khuôn mặt ở hậu cảnh phía sau, nhìn nó rất là ấn tượng, rất là đẹp. Thì đối với mình thì Cinematic Mode có thể sử dụng cho nhiều người, tại vì cái tính thực tế của nó, tức là nó cho cái hiệu ứng video rất là đẹp mà không cần phải cái gì đó quá phức tạp để mà chúng ta quay, ai cũng có thể tự quay được. Nếu như Cinematic Mode được người dùng tận dụng những cái ứng dụng bên ngoài để mà chỉnh sửa kéo nó tạo cái hiệu ứng nó đẹp hơn, thì nghĩ nó sẽ giá trị hơn là các bạn chỉnh sửa ngay trên iPhone. Đó là một cái điểm lưu ý. Nhưng mà suy cho cùng, đối với mình rằng những người dùng làm phim trước đây bằng iPhone, hiện tại họ đã có thêm một công cụ mới, đó chính là iPhone 13 Pro khi mà hỗ trợ ProRes và Cinematic. Mình nghĩ nó sẽ giá trị cho những người dùng đó hơn. Còn những người dùng bình thường, chúng ta không cần phải quá quan tâm với điều đó. Đôi khi chúng ta có thể sử dụng Cinematic Mode cũng được, để mà up lên mạng xã hội một cách gì đó nó vui hơn, nó đẹp hơn. Để mà kết luận về camera trên iPhone 13 Pro, đối với lại một người bình thường như mình thì mình có một vài điểm như sau. Camera chính chụp đẹp, không phải nói, ánh sáng này chụp cực kỳ đẹp luôn, thể hiện màu sắc tốt, HDR tốt, mọi thứ đều là tuyệt vời. Nhưng mà lưu ý là cái camera telephoto 77mm nó sẽ hạn chế ở một số trường hợp mà các bạn cần chụp toàn bộ vật thể nào đó ở gần, tại vì nó quá hẹp cho nên các bạn phải lui ra xa một chút xíu. Và cũng như là camera telephoto này nó có khẩu độ thấp cho nên là nó sẽ làm ảnh noi trong một số trường hợp thiếu sáng. Quay phim cũng được thôi, nhưng mà nó dành cho những người dùng pro hơn, chuyên nghiệp hơn, hơn là những người dùng như mình và các bạn. Những người dùng bình thường cần iPhone để chụp ảnh quay phim bình thường thì có lẽ là tính năng đó chưa cần tới. Tiếp đến về phần hiệu năng cho iPhone 13 Pro thì chúng ta cứ nghĩ rằng là những iPhone thế hệ trước á, nó đã quá nhanh rồi. Khi mà chúng ta đổi sang iPhone 13 Pro như vậy, nó có nhanh hơn hay không? Nó có thực sự bị thừa hay không? Nhưng mà đối với mình là có nha các bạn. A15 Bionic trên iPhone 13 Pro là một điểm tiến bộ so với lại A14 Bionic của năm ngoái. Khi mà mình chơi game á, nó không bị tình trạng giật FPS nữa. Trước đây mình chơi trên iPhone 12 Pro Max, mình từng chơi với các bạn rằng là nó sẽ bị giật FPS khi mà máy quá nóng, hoặc là khi mà chúng ta vừa sạc pin vừa chơi. Nhưng mà điều đó không xảy ra trên iPhone 13 Pro, hay là thậm chí cả iPhone 13 mình mới vừa sử dụng trong một thời gian, thì thời gian qua mình xài rất là thoải mái, chơi game rất là đã, rất là nhanh. Và đôi khi nó có giảm độ sáng màn hình khi mà máy quá nóng. Nếu như mình chơi ở ngoài trời như thế này nè, chơi một hồi thời gian á, máy nóng thì con chip bên trong nó xử lý quá nhiều. Đó là giả định của mình thôi, buộc cái màn hình nó phải giảm xuống một chút xíu và cái nấc sáng để mà nó giúp con chip không bị quá nóng mà nó vẫn tiếp tục cái hiệu năng của nó. Nhưng mà cái đáng khen là không giảm FPS vẫn là thứ quan tâm nhất. Và khi mà chúng ta chơi những tựa game FPS như là Tốc Chiến, như là Genshin Impact, như là PUBG Mobile, chúng ta sẽ có một trải nghiệm màn hình nó đã hơn. Và mình hy vọng rằng các tựa game đó về tương lai nó sẽ hỗ trợ 100 FPS cho cái màn hình 120Hz của iPhone. Hiện tại Genshin Impact đã hỗ trợ 120Hz cho iPad Pro nói chung hay iPhone 13 Pro rồi. Thì nếu như các bạn chơi những lúc combat có những hiệu ứng, những chuyển động rất là đẹp, rất là đã mắt, rất là sướng mắt. Thì thực tế khi mà mình chơi game mà mình đo cái nhiệt độ của iPhone 13 Pro thì nó vào khoảng từ 35 cho đến 38 độ là cao nhất. Đó là điểm mình rất là bất ngờ luôn, máy chỉ ở mức ấm mà thôi. Trong khi iPhone 12 Pro của năm ngoái mình chơi mà mình đo lên tới 42 độ C. Các bạn có thể thấy rằng là A15 Bionic đã quản lý nhiệt độ rất tốt để mà giúp chiếc máy này không bị tụt FPS, cũng như là nó sẽ phục vụ trong một thời gian dài chúng ta chơi game xuyên suốt, ngay cả tựa game mạnh nhất. Cuối cùng là về pin trên iPhone, thì pin của iPhone 13 Pro là điểm là mình rất là hài lòng khi mà nó có thể đáp ứng được hơn 8 giờ on screen. Đúng là nó là một cái mức tuyệt vời cho một chiếc máy như thế này. Thì iPhone 13 Pro Max càng tốt hơn nữa, thì anh Tùng đã có một bài chia sẻ với bạn rồi. Đối với mình, iPhone 13 Pro mình test như sau, thử nghiệm nhanh trong một ngày ấy. Có nghĩa rằng sáng hôm đó mình thức dậy mình đi làm, rồi pin còn 80% tại vì tối hôm qua mình không cắm sạc đầy. Thì khi mà mình đi làm, dùng mạng xã hội Facebook gì đó, các bạn quá quen với việc đó rồi, lâu lâu thì rủ đồng nghiệp chơi game PUBG Mobile hay là Tốc Chiến chẳng hạn. Đến 12 giờ trưa thì pin còn 62%. Thì từ đó cho đến chiều mình dùng máy chủ yếu để nhắn tin, lướt mạng xã hội tiếp tục, thì đến 5 giờ chiều là máy còn 38%. Tức là sử dụng rất là nhiều á, song song với lại laptop làm việc á.
thì đến tối mình đi ăn, đi chơi với bạn bè thì mình rất ít đụng đến điện thoại, thì chủ yếu là chụp hình thôi. Lâu lâu thì nói chuyện xong thì cầm máy lướt lướt chút xíu, thì tối về nhà thì pin còn khoảng trên 20%. Mà nhớ ngày hôm đó là pin chưa có đỏ, mất đỏ là 20% rồi. Vẫn đủ cho chúng ta trong một ngày. Thì đối lại những nhu cầu mình vừa kể cho các bạn, thì những người dùng bình thường như là các bạn nữ dùng để lướt mạng xã hội nhiều, hay là những bạn không chơi game thì càng tiết kiệm hơn nữa. Thì đây là một điểm rất là đáng khen cho iPhone 13 Pro của năm nay khi mà so với lại iPhone 12 Pro của năm ngoái. Xin chào cùng thì iPhone 13 Pro dành cho ai? Thì mình sẽ có một câu trả lời cho các bạn. Đối với mình, chữ Pro không hẳn chỉ dành cho người chuyên nghiệp. Các bạn là người dùng bình thường vẫn có thể mua và sử dụng iPhone 13 Pro như mình chẳng hạn. Khi mà các bạn sở hữu một cái màn hình có tần số quét cao, rất là mượt, khi bạn sở hữu một chiếc máy nhìn chung vẫn có thiết kế đẹp trong năm 2021, khi mà các bạn sở hữu một chiếc máy có camera chụp ảnh đẹp trong mọi tình huống, chụp đêm, chụp ban ngày đều được. Đối với mình thì quay phim, cái mức Pro của nó thể hiện ở ProRes và Cinematic Mode. Và chế độ quay phim Cinematic Mode dù gì cũng chỉ là dùng trong một số ít trường hợp mà thôi, và những người dùng thật sự Pro họ có thể dùng tới, còn bạn người bình thường bỏ qua không sao. Và khi bạn sử dụng một chiếc máy có hiệu năng mạnh phục vụ cho bạn trong nhiều năm nữa và nó ổn định, và hơn hết nó chính là iPhone, và đang là một chiếc iPhone mạnh nhất, tốt nhất ở thời điểm hiện tại, thì iPhone 13 Pro sẽ là một sự lựa chọn theo mình sẽ không hối hận với các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái bài đánh giá về iPhone 13 Pro. Thì biết đâu sau nửa năm, gần một năm sau, mình sẽ gặp lại nó, revisit nó, mình sẽ chia sẻ cho các bạn sau. Còn bây giờ thì các bạn có câu trả lời cho mình rồi.